going in or not is on the foot actually only an inch. That's all. That has nothing to do with being at the peak of your physical things or not. No, we had these situations. We all know that the big the chance in a 1-1 situation from close range from Mo. We know how often Mo scored in these situations. It was just an outstanding save from Courtois. We have to respect that as well. Can't remember, but I think Madrid had one shot on target. Is that right? And it was a goal. Đó chỉ là một trong khoảng 3 đến 4 câu hỏi của cuộc phỏng vấn họp báo kéo dài chừng 12 phút. Jurgen Klopp kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, phân tích lại trận chung kết Champions League vừa mới kết thúc. Một trận đấu mà đội bóng của ông đã áp đảo hoàn toàn, tung ra hơn 23 cú sút và chịu thua vì một cơ hội duy nhất mà đối thủ có được. Không biết việc phân tích lại mọi thứ có phải là cách mà ông Klopp tự làm vơi đi nỗi buồn của mình không, nhưng thực sự nghe những tiếng thở dài xen giữa những lời tự sự giống như nghe ông đang miêu tả về vết thương của chính mình vậy. À, vết này rất là đau này, bạn có thể nhìn thấy đây, vết cắt rất là sâu và vẫn còn chảy máu này. Thực sự ngả mũ trước sự chịu đựng của Jurgen Klopp và sự khắc nghiệt của bóng đá. Cảm ơn quý vị, bây giờ chương trình Giờ Vàng Thể Thao của chúng tôi tuần này sẽ bắt đầu. Chào mừng quý vị đã trở lại với Giờ Vàng Thể Thao và chúng tôi đang nói về một cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Nói chung, nhiệm vụ của các phóng viên thể thao khi đó không phải là an ủi ông Klopp. Họ cần phân tích của ông và quan trọng hơn là cảm xúc của ông để phục vụ nhu cầu của khán giả. Jurgen Klopp là một người cực kỳ hợp tác với phóng viên trong chuyện này. Ít nhất hôm đó là như vậy. Hãy đặt mình vào vị trí của ông ấy, vừa mới thua trận xong. Và câu hỏi luôn là, ông nghĩ thế nào về hàng tấn công của mình ngày hôm nay? Họ đã bỏ lỡ những cơ hội. Đội bóng của ông luôn gặp phải khó khăn, những đội bóng phòng ngự thấp. Sau trận chung kết này thì tương lai của ông sẽ là gì? Vân vân và vân vân. Thậm chí điều phối viên của UEFA cho cuộc họp báo giọng nghe còn buồn hơn cả Klopp ấy chứ. Hãy nghe cách mà ông ta cứ mở đầu cuộc họp báo này. We start with the first questions. Over here please, gentlemen. Thế đấy, nghề phóng viên nhiều khi như câu cá vậy. Tự nhiên được cuộc phỏng vấn hay, dù người trả lời cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Biết sao được, nhưng đã bảo là hên xui mà. Ví dụ như hôm đó, phỏng vấn các cầu thủ Real Madrid thì chắc phải vui rồi đúng không ạ? Tưng bừng luôn, các phóng viên muốn hỏi gì cũng được. À nhưng mà với phóng viên này thì không. Ông Nils Kaben, phóng viên 54 tuổi của kênh truyền hình ZDF từ nước Đức, được phân công phỏng vấn dưới sân sau khi trận đấu này kết thúc và ông tất nhiên chọn ngay người đồng hương của mình Toni Kroos. Nhưng những gì xảy ra sau đó là điều ông chưa từng nghĩ tới. War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Ich finde gar nicht so. Wahnsinn. Ich finde das gar nicht so schlimm, Wahnsinn. Weil es so beeindruckend ist. Überraschend, dass du gegen Liverpool unter in Bedrängnis manchmal gerätst. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions League Finale. Sau khi Toni Kroos bỏ đi, ông Kaben quay sang hỏi các đồng nghiệp của mình. Tôi đã làm gì sai vậy? Nói thật với bác Kaben ạ, hôm nay chỉ là một ngày bác không may thôi. Chúng ta chẳng thể nào biết các ngôi sao sẽ phản ứng với câu hỏi của mình như thế nào khi mà adrenaline đang dâng trào trong người họ. Cũng giống như khán giả chẳng thể nào ngờ, với thế trận đó cuối cùng thì Real Madrid mới là đội chiến thắng. Nhưng một cách nào đó, cuộc phỏng vấn đã thành công. Bởi vì như tôi đã nói, khán giả cần biết cảm xúc chân thực của người trả lời. Và sẽ chẳng ai biết đến cuộc phỏng vấn thất bại ngày hôm đó của Kaben, cũng như cảm xúc của Kroos nếu anh ấy nở một nụ cười thân thiện như thường lệ và trả lời những câu lập trình như kiểu: hôm nay là một ngày thật là tuyệt vời, chúng tôi đã cố gắng hết sức và Liverpool là một đội bóng mạnh, nhưng trong bóng đá tỷ số cuối cùng mới là quan trọng. Tôi thích cuộc phỏng vấn này, tất cả phản ứng đều rất bộc phát kiểu con người, dù đôi khi điều đó không hề dễ chịu với các phóng viên. Nói chung, thành công kỳ lạ của Real Madrid đã tạo ra những tranh cãi lớn với những câu hỏi chạm vào bản chất của thể thao. Đội mạnh nhất và đội vô địch. Liverpool có mạnh nhất không nếu họ không vô địch? Liverpool không thể phủ nhận là một trong những đội bóng mạnh nhất trên thế giới vào lúc này. Và họ không phải là đội đầu tiên áp đảo cả trận đấu nhưng rồi cuối cùng vẫn thua. Chỉ có điều người ta cũng không thể phủ nhận đội bóng của Jurgen Klopp thiếu hiệu quả trong việc ghi bàn, dứt điểm những trận đấu quyết định. Ba trận chung kết của mùa bóng năm nay mà họ tham gia, Liverpool thi đấu tổng cộng 330 phút mà không ghi nổi bất cứ một bàn thắng nào. Họ hòa 2 lần trước Chelsea,
và sau đó thì thắng trên chấm phạt đền ở các cúp nội địa của nước Anh, để rồi ra đến sân chơi châu lục thì bị Real Madrid hạ đò ván. Các huấn luyện viên đối thủ dường như luôn bắt được bài của Jurgen Klopp. Họ chơi với một đội hình 5 hậu vệ lùi rất là sâu và phản công nhanh khi có cơ hội. Ừ thì chúng ta sẽ không ngồi đây trích lại báo chí chê bai Liverpool nếu như một trong 24 cú sút của họ trước Real Madrid đi vào lưới. Nhưng đừng có làm ơn coi Thibaut Courtois là một món quà trời cho của Real Madrid. Anh ta là một phần của đội bóng này như bất cứ một ai khác, như Benzema, như Vinicius. Một nhà vô địch cần một người tỏa sáng hơn mọi ngày một chút thôi. Và hôm đó Real Madrid đã không có Benzema thì họ lại có Courtois. Còn Liverpool thì cầu thủ nào của họ cũng hay, nhưng để có một người xuất thần ở một thời điểm quyết định thì họ không có. Một điều nữa mà tôi luôn đặt ra câu hỏi sau các trận đấu chung kết: họ đã chuẩn bị cho chiến thắng như thế nào và thất bại như thế nào? Real Madrid đã in hàng ngàn chiếc áo có số 14 tượng trưng cho số cúp C1 của họ giành được. Và chưa đầy 24 giờ sau là một lễ ăn mừng tổ chức cực kỳ hoành tráng tại quê nhà. Vậy thì liệu Liverpool có những con số 7 nào đã được chuẩn bị sẵn để chào đón họ trở về hay không, để rồi phải cất vào kho không ạ? Câu trả lời là có. Ví dụ như chiếc cầu thang máy bay dự định là sẽ đón Liverpool trở về này chẳng hạn. Liverpool vẫn kiên định tổ chức lễ diễu hành với hai chiếc cúp mà họ giành được trong mùa giải năm nay. Và không khí vẫn tưng bừng, dù có ít nụ cười hơn một chút. Nhưng đó là cách đón nhận chiến thắng và chấp nhận thất bại của một đội bóng lớn. Liverpool không phải là cái tên duy nhất phải đối mặt với thất bại và sai lầm của mình sau trận chung kết Champions League năm nay. Có những khó khăn trong cách chúng tôi quản lý dòng người hâm mộ tới đây. Rõ ràng, chúng tôi đã không làm tốt mọi thứ. Chúng tôi vô cùng xin lỗi tất cả những người mà trải nghiệm của họ đã bị lãng phí trong buổi tối hôm đó. Đối với những người đã mua vé và không thể tham dự trận đấu, chúng tôi đã yêu cầu UEFA bồi thường cho những người đó. Tất cả 2.700 người, bao gồm cả các cổ động viên Anh. Với tôi, hai sự kiện gây sửng sốt nhất trong năm bên ngoài các sân vận động thì thứ nhất là sự hỗn loạn bên ngoài sân Stade de France ở trận chung kết Champions League. Và thứ hai là việc một số kẻ đã dựng lều giả làm dịch vụ test Covid rồi bán giấy xét nghiệm cho khán giả vào xem bóng đá ở sân Mỹ Đình trước trận đấu Việt Nam gặp Nhật Bản cách đây chưa lâu. Không thể tin nổi, trận chung kết của giải đấu danh giá nhất thế giới chậm tới 36 phút vì hỗn loạn bên ngoài sân, còn xe buýt chở đội bóng thì đến muộn vì kẹt xe. Câu chuyện này chắc quý vị đã nghe nhiều rồi, nhưng chỉ xin trích lại một góc nhìn từ thị trưởng vùng của thành phố Liverpool, một trong những người đã vào sân mà trong túi không còn điện thoại, ví, vé và giấy tờ tùy thân nào cả. Trả lời báo Guardian của nước Anh, ông Steve Roger Ham cho biết mình đã bị kẻ gian lấy toàn bộ ví, vé và điện thoại. Ông kể lại, theo chỉ dẫn thì tôi đã trèo qua hàng rào và trình bày với mấy viên cảnh sát rằng tôi đã bị móc túi lấy hết cả mọi thứ rồi. Và một người trong số đó nói, chào mừng ngài đã đến Paris. Sau đó nhờ một vài thanh niên dịch hộ và tìm ảnh của ông Steve Roger Ham trên Google mà ông đã được cấp một chiếc vé mới để vào sân, nơi mà ông được gặp chủ tịch UEFA Seferin và trình bày lại cảnh hỗn loạn bên ngoài với vẻ lo ngại. Ông Seferin nói rằng, chúng tôi chỉ có 3 tháng để tổ chức trận đấu này, nó giống như một nhiệm vụ cảm tử vậy. Một cách nào đó ông phải xem lại cách mà chúng tôi tổ chức SEA Games, thưa ông Seferin. Đừng rời TV, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ nói về một tuần lịch sử của nhiều môn thể thao của chúng ta. Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Giờ Vàng Thể Thao. SEA Games đã kết thúc rồi và trong khi mọi người đang say sưa với chiến thắng và những lễ mừng công thì đã có một vài sự kiện được đánh giá là lịch sử với thể thao trong nước diễn ra. Đầu tiên là việc đội bóng đá nữ Thái Nguyên T&T ký hợp đồng với những tuyển thủ quốc gia môn bóng đá nữ từ đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 5 vừa qua, câu lạc bộ Thái Nguyên T&T đã ký hợp đồng với hai tuyển thủ quốc gia là Mỹ Anh và Hoài Lương. Cả hai đều đáng chú ý từ các bản hợp đồng này. Đầu tiên là bởi vì cả hai sẽ nhận được khoản tiền mà trong bóng đá nam vẫn quen gọi là tiền lót tay. Số tiền để một cầu thủ gật đầu đồng ý ký vào bản hợp đồng với đội bóng mới. Mỹ Anh là 500 triệu đồng kèm theo lương tháng 30 triệu đồng và Hoài Lương ít hơn một chút, 400 triệu đồng và lương tháng cũng là 30 triệu đồng. Hợp đồng của cả hai có thời hạn 2 năm. Và một điều nữa khiến hợp đồng của hai cầu thủ này được quan tâm trong tuần qua là bởi vì nó được thực hiện sau một thời gian đã xảy ra tranh chấp giữa Mỹ Anh và đội bóng cũ câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên đây là có lẽ là vấn đề lịch sử đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam. Đó có việc ký kết và chuyển nhượng các vận động viên bóng đá
việc tăng cường 3 vận động viên của chất lượng của Thành phố Hồ Chí Minh về với đội bóng đá nữ Thái Nguyên. Tôi hy vọng rằng khi các vận động viên về thì chất lượng đội bóng sẽ được nâng lên và sự cạnh tranh tại giải vô địch quốc gia cũng sẽ quyết liệt hơn. Bóng đá nữ Việt Nam đã giành vé đi World Cup và đã là nhà vô địch tuyệt đối ở khu vực, nhưng bây giờ mới là vụ chuyển nhượng cầu thủ có lót tay đầu tiên. Trước hết là những người đã rất quan tâm tới đời sống của các nữ cầu thủ suốt bao nhiêu năm qua. Chúng tôi xin được chúc mừng Hoài Lương và Mỹ Anh. Còn bây giờ hãy làm toán một chút nhé. Nói lót tay cho oai giống các cầu thủ nam, nhưng thật ra 500 triệu hợp đồng trong 2 năm, 30 triệu một tháng tiền lương thì thực chất là chỉ ký hợp đồng 2 năm với lương thoáng khoảng 50 triệu đồng, nhưng mà cho tạm ứng trước mỗi năm là 250 triệu để gửi ngân hàng. Sự kiện này sẽ không tạo ra lịch sử hay thay đổi diện mạo của bóng đá Việt Nam đâu, nhưng sẽ gây ra một chút xáo trộn đấy. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ quản của đội bóng nữ thành phố, chắc chắn sẽ phải rà soát lại hợp đồng của các cầu thủ của mình. Nào, xem nào thời hạn còn bao nhiêu, đãi ngộ thế nào, có hài lòng hay không. Nếu không muốn tiếp tục mất đi những tài năng thì họ phải làm như vậy. Hai bản hợp đồng mới có mức lương 40 đến 50 triệu mỗi tháng này làm bối rối không chỉ các đội bóng khác mà nó còn làm bối rối chính các cầu thủ nữ Thái Nguyên T&T, những người mà cách đây khoảng 3 năm chứng kiến đội bóng của mình đứng trước ngưỡng cửa của sự giải thể. Bây giờ khoản chênh lệch giữa đãi ngộ của cầu thủ cũ và cầu thủ mới sẽ là điều mà ban lãnh đạo đội phải có giải thích. Mức thu nhập thì cũng ban đầu thì cũng có ảnh hưởng sao nhãng, như ảnh hưởng đến các bạn ở trong đội, nhưng mà ban luyện cũng động viên và các em vận động viên cố gắng thì dần dần các em cũng sẽ có một cái chế độ tốt hơn. Nếu những bản hợp đồng được gọi là bom tấn có thể thay đổi được diện mạo của một môn thể thao thì bóng chuyền của chúng ta đã phải dự World Cup từ lâu rồi, thưa quý vị. Khoảng vài năm trước, khi các nhà tài trợ tên tuổi bắt đầu với tay đến những bản hợp đồng tiền tỷ của bóng chuyền thì truyền thông cũng như những người hâm mộ đã từng đón chờ mọi thứ sẽ thay đổi đến nơi giống hệt như bóng đá nữ hiện nay. Nhưng đến tận năm ngoái, nếu quý vị còn nhớ thì vẫn có những tranh chấp về hợp đồng và lót tay lên tới vài tỷ đồng. Và năm nay thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, giải đấu vẫn như cũ, đẳng cấp vẫn như cũ. Nhưng sở dĩ đã xảy ra. 3,5 tỷ đồng là số tiền tập đoàn Hóa chất Đức Giang tài trợ cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022. Đây là con số tài trợ nằm trong top đầu của bóng chuyền Việt Nam trong nhiều năm qua. Đi liền với đó, số tiền thưởng cho các đội cũng được tăng lên đáng kể. Đội vô địch nhận 500 triệu đồng, đội hạng nhì 300 triệu và đội hạng ba 200 triệu. Nhà tài trợ cũng sẽ trang bị hệ thống video hỗ trợ trọng tài nhằm mang tới sự công bằng cho các trận đấu. Nâng cao đời sống và đãi ngộ cho vận động viên là đúng rồi, nhưng phải đồng thời giúp cho họ nâng cao sản phẩm giải trí mà họ mang tới cho khán giả thì mới hy vọng thay đổi diện mạo một môn thể thao được. Đó chính là các giải đấu đấy, thưa quý vị. Nhưng đầu tư một vài tỷ đồng một năm, đưa vào những công nghệ mới hay mở cửa cho những cầu thủ nước ngoài trở lại, liệu có giúp cho những giải đấu bóng chuyền được như những gì mà các nhà tài trợ mong muốn hay không? Chúng tôi trò chuyện với Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam về chủ đề này. Sau đúng 10 năm, giải bóng chuyền vô địch quốc gia cho phép các đội bóng thuê vận động viên nước ngoài. Những bất cập trong quá khứ cũng được nhìn nhận để tạo ra sự cân bằng giữa tính thương mại và chất lượng chuyên môn. Có rất nhiều các ý kiến cho rằng khi chúng ta sử dụng các vận động viên, một là nó ảnh hưởng vấn đề chúng ta không thuê được các vận động viên mà có chất lượng cao. Thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề là ở các cái câu lạc bộ là không có cái vấn đề đào tạo trẻ. Thế sau khi chúng ta dừng 10 năm lại thì thực tế cái vấn đề đó thì nó không phải là ảnh hưởng đến cái mức độ mà khi chúng ta không đào tạo vận động viên trẻ. Thì nay liên đoàn chúng ta đã đánh giá lại ở cái việc đó. Thì cái việc mà để cho thuê vận động viên ngoại và thi đấu tại giải vô địch quốc gia, đấy là cái điều tất yếu mà chúng ta phải hướng tới để giải vô địch quốc gia lên một cái tầm mới. Dù có thêm vận động viên nước ngoài, nhưng việc thi đấu gói gọn trong vòng hơn một tuần không giúp nhiều cho các vận động viên trong nước trong việc học hỏi những cái hay từ đồng nghiệp ngoại quốc. Từ đây thì một lần nữa, câu hỏi về việc bao giờ giải vô địch quốc gia sẽ được tổ chức theo mô hình league giống như bóng đá lại được đặt ra. Cái việc mà tổ chức theo league hay tổ chức theo gì thì cái việc đó nó thứ nhất là nó phải phụ thuộc vào các điều kiện hiện nay của các cái của chúng ta, cái nền bóng chuyền chúng ta phát triển đến đâu, và hai cái kể cả liên quan đến về các cái điều kiện về vấn đề địa lý nữa của chúng ta. Ví dụ như là ở Thái Lan thì người ta có thể là ở các tỉnh người ta rất gần nhau trong vấn đề di chuyển thì tạo điều kiện thuận lợi cho các đội có thể di chuyển rất là thuận tiện, nhưng chúng ta mà di chuyển ở các đội thì cũng đang là vấn đề rất là khó khăn cho các đội. Thì chúng tôi đang nghiên cứu, cũng đang tính toán để chúng ta cũng trao đổi với các câu lạc bộ và cũng xét về các cái điều kiện thực tế của các câu lạc bộ cũng như của liên đoàn để chúng ta tính toán tổ chức như nào. Có thể không phải là league nhưng cũng có thể là chúng ta phối hợp giữa các cái hình thức tổ chức tập trung và phối hợp theo kiểu tổ chức league nữa. Giải vô địch quốc gia là bộ mặt phản ánh chất lượng của một nền bóng chuyền. Để hướng đến sự chuyên nghiệp thì phải bắt đầu từ các câu lạc bộ,
nhưng điều này lại không hề dễ trong hoàn cảnh hiện tại của bóng chuyền Việt Nam. Thì để mà đã thành một cái giải đấu chuyên nghiệp thì như chúng ta cũng biết rồi, bóng đá phải mất rất là nhiều năm thì mới làm được cái vấn đề chuyên nghiệp. Thế hiện nay thì trên cơ sở cái nền tảng là chính là ở các câu lạc bộ, là vấn đề là đã đủ các điều kiện để trở thành chuyên nghiệp hay chưa. Thế đối với nữ thì chỉ có 2 đến 3 câu lạc bộ là thuộc của chính thức là của các doanh nghiệp. Còn nam thì gần như chúng ta chưa có. Thì gần như các đội, tất cả các đội bây giờ đều là của các tỉnh, mà chủ yếu là ngân sách của nhà nước, của ngân sách của các tỉnh là chính. Không phải câu lạc bộ nào cũng đã một có hệ thống đào tạo đầy đủ từ các cái tuyến. Thậm chí có những câu lạc bộ chỉ có một tuyến đào tạo và đến mùa thi đấu còn phải đi thuê mượn vận động viên ở câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia. Thì chúng tôi đang tính toán để có những cái ràng buộc, những cái yêu cầu đối với các câu lạc bộ để chúng ta có cái đào tạo ở các cái hệ. Thì như thế chúng ta mới có cái nguồn vận động viên, và hai là các câu lạc bộ mới có hướng được đến vấn đề chuyên nghiệp được.